Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. P30 Lite. Hihi. Chiếc điện thoại rẻ nhất mà Huawei giới thiệu trong bộ 3 sản phẩm. Tại vì tên nó là Lite, các bạn đã hiểu nó là phiên bản có thể gọi là rút gọn nhất, bé nhỏ nhất và dễ thương nhất. Và nó có mức giá niêm yết ở thị trường Việt Nam khoảng 7 triệu rưỡi. Hiện tại cũng đang cho đặt trước tại rất nhiều đại lý trên cả nước rồi. Tại 7net thì các bạn cũng có thể thấy đây là rất nhiều quà tặng kèm theo như là loa này, rồi là voucher giảm giá, rồi có cái chương trình quay số nhận thêm voucher nữa. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment nếu như các bạn có nhu cầu. Và một câu hỏi đặt ra là với tổng khoảng 7 triệu rưỡi niêm yết như vậy, trừ hết đi quà tặng các kiểu, các bạn phải bỏ ra đâu đó tổng khoảng 6 triệu mấy, thì chúng ta có nên mua cái điện thoại này hay là không? Nó có đáng mua hay không? Và liệu nó sẽ có những trải nghiệm như thế nào? Thì hôm trước mình cũng đã có một video trên tay khá nhanh về cái điện thoại này rồi. Và cơ bản nó là một cái điện thoại đẹp, hoàn thiện tốt. Và nó cũng có những trải nghiệm rất là ok. Và đây sẽ là cái góc nhìn của mình kỹ hơn về cái điện thoại này. Những ai cần cho mình một cái điện thoại phải hoàn hảo trong trải nghiệm, đây sẽ là một sự lựa chọn tốt trong cái tầm giá. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là cái thiết kế bên ngoài nó không phải là quá cái gì đấy nó ghê gớm lắm. Nó vẫn giữ lại những cái form rất là truyền thống của Huawei, khi mà chúng ta có cảm biến vân tay phía mặt lưng này, chúng ta có cái camera đặt dọc này, hay là chúng ta có cái logo nằm ngang, nhìn vào mặt lưng một cái là biết đây là điện thoại của Huawei. Và nó đẹp. Nó đẹp theo một cái cách mà nó hướng đến cái trải nghiệm của người sử dụng. Cầm vào cái các bạn có thể sử dụng được ngay vân tay. Mà đây là loại một chạm, nó là loại điện rung từ trước giờ đã trải qua bao nhiêu thế hệ rồi, nên nó rất nhanh, nó rất mượt và nó rất ổn định. Các bạn chạm vào là mở rất ngon. Hay là cái cụm camera của chúng ta nó được bổ sung thêm cái ống kính góc rộng với độ phân giải là 8 chấm. Dẫn đến khi các bạn có đi chơi, đi du lịch các thứ thì đây sẽ là một cái trợ thủ đắc lực dành cho các bạn khi mà chúng ta chụp hình. Hay là với cái camera chính, nó có độ phân giải là 24 chấm, khẩu độ lớn f1.8 để giúp các bạn chụp cho những môi trường kể cả là thiếu sáng cũng ngon hơn. Và nếu như các bạn không biết thì Huawei Nova 3i trước đây đã là một trong những chiếc điện thoại có cái camera được đánh giá cực kỳ tốt cho cái tầm giá rồi. Thì đây là một sản phẩm nó còn có cái trải nghiệm tốt hơn nữa về cái camera. Hay là những cái tính năng nâng cao về camera, ví dụ như là chụp vẽ bằng ánh sáng để giúp các bạn phơi sáng vào buổi tối mà không cần phải set up nhiều các thứ. Rồi chế độ Pro chuyên nghiệp nó vẫn có đầy đủ hết trên cái điện thoại này. Chứ không phải là một vài những cái sản phẩm khác thì nó thiếu đi cái chế độ menu chuyên nghiệp, hoặc là chế độ chuyên nghiệp có như không, không thể nào tùy chỉnh được sâu và quá nhiều thông số. Thì nói chung đây vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn rất tốt nếu như các bạn thực sự quan tâm đến camera trong cái tầm giá khoảng đâu đó 7 triệu đồng chính hãng. Và nó ngon. Vậy thôi. Hay một cái tính năng khác nữa liên quan đến camera selfie. Đây là chiếc điện thoại có cái camera selfie có thể nói là tốt nhất mà Huawei đã từng tạo ra từ trước cho đến nay. Từ độ chi tiết cao với camera 32 chấm, rồi chưa kể nữa là khả năng làm mịn da rất tốt, rồi tái tạo màu da rất ngon, tách biệt những cái mảng màu từ phần da, mặt, rồi màu môi các thứ lên rất đẹp. Nói chung là cái camera selfie của con P30 Lite này nó cũng khiến mình khá là hài lòng. Và cái kiểu làm màu của nó rất khác so với cái kiểu ảo mà mấy em gái hay thích trên mấy cái điện thoại GoPro. Và mình có thể tự tin đấy là kể cả các bạn chụp hình selfie với con P30 Lite này thì con gái, con trai sẽ đều thích hơi với cái chất hình này. Và đừng quên là chúng ta lại còn có rất nhiều những ứng dụng khác, cái gì của Ulite, Snow, các thứ, trời ơi, khỏi nói đi, nó lại phải gọi là đỉnh vãi trưởng luôn. Một vài những cái chi tiết khác nó cũng quan tâm đến cái trải nghiệm của người dùng. Ví dụ như chúng ta có cổng USB Type-C này, chúng ta có sạc nhanh 18W này, chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5mm, hay là đơn giản hơn là cái phần màn hình của chúng ta nó sẽ là một cái phần khuyết nhỏ. Và cái kiểu màn hình giọt nước như thế này thì có lẽ là các bạn cũng đã quen rồi, nó khuyết nhỏ hơn so với màn hình tai thỏ và các bạn sẽ vẫn có nhiều không gian hơn để mà trải nghiệm trên cái điện thoại này. Hay là bên dưới cái phần cằm, nó có được tinh chỉnh gọn gàng lại một chút để các bạn có một cái trải nghiệm tổng thể ở mặt trước nó là tốt hơn. Hay là đơn giản hơn, một cái chi tiết như là mặt lưng đằng sau này, nó được làm một cái chất liệu kính gì đó rất là lạ, nên dẫn đến là các bạn lại vừa có một vẻ gì đấy rất sang, rất đẹp, hoàn thiện rất tốt, cầm nắm trong tay cũng thực sự rất là ngon. Rồi, hiệu năng thì với Hisense Kirin 710, đây không phải là một con chip nó quá mạnh mẽ về mặt gaming, nhưng những cái hiệu năng mà nó mang đến cho người dùng, ví dụ như là sử dụng hàng ngày, hay là vấn đề nhiệt độ, rồi là cái vấn đề tố pin, thì nó cũng thực sự làm rất tốt. Thế nên chúng ta mới có một cái dung lượng pin không cao, chỉ là 3.340 mAh, nhưng mà cái thời lượng sử dụng thực tế thì nó vẫn tốt. Thế nên nói tóm gọn lại, đây là một cái sản phẩm nó hướng đến người dùng cần một cái điện thoại nó phải hoàn hảo cho trải nghiệm. Khi mà vân tay rất tốt, khi mà màn hình rất đẹp, khi mà camera rất ngon, hiệu năng thì đủ dùng, hay là thiết kế của nó cũng trở nên rất là cơ bản để
ai có thể cầm vào cái điện thoại này cũng đều có thể sử dụng được ngay. Có chăng nhiều người muốn có cho mình một cái hiệu năng thật cao thì sẽ không hài lòng với con HiSkill Kirin 710 này mà thôi. Thế nhưng bản thân mình thì đánh giá nó vẫn ổn trong cái tầm giá là 7 triệu đồng, bởi vì nó có những thứ mà nhiều hãng khác không có. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này, về Huawei P30 Lite? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Và đừng quên là mức giá niêm yết thì là 7,5 triệu, nhưng các bạn sẽ được tặng rất nhiều quà trong đợt đầu tiên này. Ok, anh em có thể tham khảo link phía dưới phần mô tả video nha. Mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.